Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với blog Star Điên Xe trong loạt bài hướng dẫn về Java cơ bản của blog. Mình là Việt. Bài hôm nay mình sẽ tiếp tục đi giới thiệu các bạn về Overload trong Java. Thì bài hôm trước chúng ta đã đi về bài số 33, hôm nay chúng ta đi sang bài số 34. Unit 34 như này. Thì để minh họa về cái này thì tức là như bài hôm trước chúng ta đã tìm hiểu, tức là overload trong cùng một class, tức là chúng ta sẽ có hai cái phương thức trong cùng một class, nó cùng cùng tên và chỉ khác tham số thôi nó gọi. Thì bây giờ tương tự như thế, chúng ta copy lên đây để chúng ta minh họa cho bài 34 này. Thì sau đấy bây giờ chúng ta sử dụng một class khác, ví dụ như class đấy là class ví dụ như là tutorial chẳng hạn. Ví dụ như này thì chúng ta viết một cái phương thức gọi phương thức public cũng string, à thôi đừng viết string, long đi, add long a long b, và chúng ta return về cái lệnh a cộng b, tức là giống hệt nhau. Thì về trong trường hợp này thì hai class này chưa liên quan đến nhau cả, đúng không, chưa liên quan đến nhau cả. Và vì thế mà chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh từ khóa extend đây, tutorial. Thì khi này cái thằng unit 34 này nó sẽ được phép sử dụng cái long đấy, ví dụ như đây, ví dụ như là như thế này thì không rõ về cái ý nghĩa, thì tôi sẽ đổi đây thành string để các bạn dễ hiểu. String ví dụ như là string str1, string str2, str1 cộng với str2 ví dụ như này. Thế là về cái cách cái lệnh này thì chúng ta cũng add ở đây. Thì bây giờ chúng ta thêm hai cái sâu, ví dụ như là ducky phẩy, thứ hai nữa là ví dụ như là handsome chẳng hạn, ví dụ thế. Thì ví dụ như chúng ta khi chúng ta add cái lệnh này still add ở đây extend while nó bị lỗi, add string string 1 string 2 public string u tutorial extend what happened, à ra đây là như này, đây là class 34 133, các bạn thông cảm. Tức là chúng ta khi copy chúng ta quên đổi về class là unit 34 không phải unit 33. Thì sau khi mà chúng ta thêm, tức là chúng ta thừa kế tutorial, thì cái thằng unit 34 này thì nó sẽ được phép sử dụng cái unit cái phương thức add string này. Thì đây là chúng ta sử dụng. Thì như vậy ở trong trường hợp này chúng ta thấy là cái thằng unit 34 nó sẽ có ba phương thức add, nó cùng tên nhưng tham số nó khác nhau, và cái phương thức mà hai phương thức add in b và in float này thì nó được gọi là overload lại cái phương thức add của cái thằng tutorial, tức là super class của unit 34. Thì chúng ta chạy thì đây nó sẽ hiện ra như này, tức là thực hiện cả ba phương thức đấy. Thì về cách sử dụng, tại sao chúng ta lại cần overload, thì overload đấy là để khi chúng ta muốn, tức là về mặt cơ bản thì khi người dùng hoặc là khi chúng ta viết các cái lib hoặc là viết các package cho một đội khác dùng, tức là cho những cái programmer khác dùng ấy, cho các developer khác sử dụng, thì người ta chỉ quan tâm đến cái tên và cái ý nghĩa của phương thức đấy. Thì ví dụ như trong trường hợp như các bạn thấy, ví dụ đây chúng ta cộng hai số hoặc là cộng hai cái string thì cái thao tác của nó giống nhau, thì vì thế mà cái tên phương thức người ta thường đặt giống nhau. Ví dụ như là connect database thì có thể là connect database Oracle và connect database của MySQL hoặc là của SQL Server, ví dụ như thế. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phương thức gọi phương thức connect chẳng hạn, hoặc là connect database, thì đấy cùng tên thì nó để người ta dễ nhớ, chứ cùng một cái thao tác mà nó lại đặt các tên khác nhau thì người ta sẽ gây nhầm lẫn, và vì thế mà người ta dùng cái overload khi người ta muốn khả chuyển, tức là người ta muốn các có các trường hợp sử dụng khác nhau, thì người ta sẽ tạo ra các cái phương thức overload để sử dụng cho các trường hợp khác nhau. Thì đấy là ý nghĩa của overload. Thì như vậy là thông qua hai bài 33 34 này thì mình đã giới thiệu cho các bạn xong về cái khái niệm overload trong Java.
Ở bài tiếp theo thì mình hướng dẫn các bạn về khái niệm override. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái bài hướng dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.